Hello anh em, mình là Ken Motul. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ vừa làm cái laptop của mình ở đây và mình sẽ chia sẻ với cái clip lần trước là mình có nói qua về cái vấn đề là hướng nghiệp cho anh em. Đó, thì đây là theo nguyện vọng của một số các anh em. Thì theo như mình nhớ là nó sẽ có rơi tầm khoảng 20 mấy cho đến 30 anh em đó. Thì có alo trực tiếp với mình và có tương tác qua Zalo hay Facebook của mình cũng muốn mình là làm cái clip mà để gọi là hướng nghiệp cho anh em. Đó, thì mình xin phép với anh em là cái clip này ấy, mình chỉ là sửa sửa xe máy thôi. Và mình sẽ nhìn nhận theo cái cách quan điểm của mình cũng như là gọi là ngành nghề kinh doanh nói chung đi. Đó, thì mình là có nghĩa là mình thì ít tuổi thôi. Năm nay mình 31 tuổi. Đó, thì mình là con người gọi là cứ cho gọi là kinh doanh đi. Thì mình là con người gọi là đi trước, còn một số anh em mà bây giờ có thể chập chững bước vào nghề hoặc là một số anh em đang phân vân trong nghề là chưa biết lựa chọn cho mình một cái công việc như thế nào cho nó phù hợp với mình. Đó thì ở cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ với anh em, gọi là cái clip gọi là hướng nghiệp anh em nhé. Ok, thì bây giờ là mình vừa thao tác, mình vừa làm phim, vừa làm clip mà mình vừa chia sẻ với anh em. Đó thì qua thời gian vừa qua thì mình cũng đã tương tác với anh em và trên cái kênh YouTube của mình là Kiên Motul cũng nhận được rất nhiều cái sự quan tâm cũng như là chia sẻ về những anh em mà yêu thích về cái môn sửa chữa xe máy hay là độ chế nói chung. Ok, thì ở cái clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em là sẽ là clip hướng nghiệp. Thì mình xin nhấn mạnh luôn là mình sẽ không dạy khôn ai cả. Đó, thì là mình chỉ tư vấn cho anh em thôi. Còn cái quyền lựa chọn anh em có làm hay không đấy là do anh em. Ok chưa ạ? Ok, thì bây giờ là mình sẽ đi luôn vào cái vấn đề chính. Thì cũng có rất nhiều anh em có alo với mình là anh ơi bây giờ thời điểm bây giờ có thể là làm những cái nghề gì cho nó phù hợp, thì em thích làm cái nghề mà sửa chữa xe máy nhưng mà em cũng chưa biết gì về sửa chữa xe máy cả, em chỉ là sở thích thôi. Mình xin nhấn mạnh một điều như này này, nếu như anh em thích ấy thì anh em đừng có làm đó, còn nếu như anh em đam mê thì anh em hãy theo đuổi và mình thích thì mình làm đấy. Còn nếu như mình chỉ thích sơ sơ đấy thì anh em có thể học, nhưng nhiều anh em có thể học sẽ bỏ dở giữa chừng đó. Thì cái clip này thì mình muốn nhấn mạnh với một số các anh em là đã có sở thích và đam mê và không muốn theo đuổi cái nghề của mình đang làm nữa mà muốn chuyển sang một cái ngành nghề mới, ví dụ như ở đây là sửa chữa xe máy. Thì có một anh ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì anh ấy còn nói là nhà anh ấy có hai vợ chồng cũng mới xây dựng gia đình được vài năm, có một đứa con bé năm nay đang học lớp 1. Thì vợ chồng anh ấy thì gọi là đi làm hồ, thì ở ngoài miền Bắc này thì gọi là đi làm xây đó, ở trong miền Nam thì gọi đi làm hồ đó. Thì anh ấy có alo với mình là bây giờ anh ấy muốn là nghỉ nghề đi làm hồ và muốn kiếm cho mình một cái công việc tại nhà. Thì mình có hỏi anh ấy, trao đổi với anh ấy thì anh ấy có nói là cái địa điểm ở nhà anh ấy thì nó cũng phù hợp đó, cũng mặt đường và cái khu dân cư ở đây nó cũng đông đúc, và anh ấy quá trình anh đi làm cả hai vợ chồng anh cũng tích cóp được một cái số vốn cũng không phải là cao, nó cũng rơi vào tầm khoảng 20 triệu đồng đó. Thì ở cái clip này thì mình sẽ chia sẻ trực tiếp với anh đấy luôn và một số anh em có thể là tham gia, nếu như mà cảm thấy nó ok thì anh em có thể là làm theo cái kế hoạch là mình đề ra đó. Thì mình cũng xin nhấn mạnh luôn là mình không dạy khôn ai cả. Thì đây gọi là mình gọi là người đi trước thì mình sẽ hướng dẫn lại cho những cái anh em gọi là đi sau muốn chuyển nghề hoặc là yêu thích cái ngành nghề sửa chữa này, gọi là liên quan đến xe máy này. Ok, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn với anh em mà không lòng vòng nữa. Thì là qua khảo sát mà nói chuyện với một số anh em thì mình có nhận định như thế này này, ví dụ cái anh mà mình vừa nói là làm hồ nhá, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn. Anh ấy thích về ngành xe máy nhưng hiện tại là anh ấy chưa nắm bắt được như thế nào là sửa chữa xe máy. Thì mình sẽ có thể là chỉ cho anh một cách đầu tư đơn giản và có thể là nhanh thu hồi vốn về vẫn có liên quan đến xe máy. Thì anh có thể là mở một cái trạm rửa xe máy đó. Thì hiện tại ở cái khu vực anh ấy là cái lượng dân nó cũng rất là đông mà lại cái quán mà rửa xe thì nó cũng rất là thưa. Thì bây giờ là mình có thể chia sẻ luôn với anh ấy là anh ấy có thể là
sắm cho mình một cái máy rửa xe, mà gọi là cái máy rửa xe ô tô dạng không chuyên anh em nhé. Thì cái dòng máy rửa xe thì nó sẽ chia ra là máy chuyên và máy không chuyên đó, chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp đó, gọi là bán chuyên nghiệp đó. Thì anh có thể là lựa chọn cho em một cái máy mà rửa xe bán chuyên nghiệp, thì nó sẽ là rửa ô tô nhỏ, và rửa xe máy sẽ là máy rửa xe chuyên nghiệp đó. Còn đối với ô tô thì sẽ là máy bán chuyên nghiệp đó. Thì cứ nói chung là nói cái vấn đề tế nhị này thì mình sẽ không lưu loát bằng là khi mình làm nghề, mình hướng dẫn anh em làm cái clip đó. Nhưng mà đại để là như thế này, anh em có thể sắm cho mình một cái máy rửa xe trị giá khoảng 7 triệu đồng, và anh em sẽ sắm cho mình một cái máy nén khí. Ở thị trường bây giờ cái máy 70 cho đến 100 lít nó sẽ rơi dao động từ khoảng 5 cho đến 7 triệu, thì anh em có thể tính từ cái mức 5 triệu đi đó, thì anh em sẽ phải bỏ ra là 12 triệu đồng rồi. Ok, thì bây giờ anh em sẽ sắm cho mình một cái bình bọt. Một cái bình bọt nó sẽ rơi vào như cái bình ở cái cửa hàng của mình đây, là mình mua có 1,5 triệu đồng. Nó là cái bình bằng inox luôn. Anh em đừng có mua cái bình rẻ nó bằng sắt làm gì cả. Đi rửa một thời gian ấy là mình cho xà phòng vào thì nó sẽ ăn mòn, nó sẽ rỉ ngoén ra. Và khi mình cho bọt mới vào thì nó sẽ ra cái màu đục, nó không đẹp. Đó, chỉ có 1,5 triệu đồng thôi. Thì nó sẽ là 13,5 triệu đồng rồi. Ok, thì anh em có thể là sắm vòi rồi là mua những cái trang thiết bị để gọi là phụ phí vào để anh em có thể rửa xe đó. Thì anh em có thể là sắm thêm cho mình, nó rơi tầm khoảng 1 triệu nữa. Chưa đến 1 triệu đâu, gọi là 1 triệu đi. Đó, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 14 triệu 500 nghìn đồng đến 15 triệu đồng gì đó. Thì anh em có thể là tự rửa xe ở nhà rồi. Rửa xe anh em nhé. Thì cái công việc rửa xe thì nó cũng rất là đơn giản đấy, ai cũng có thể rửa được. Thì cái clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách lựa chọn cho mình một cái máy. Như ở quán của mình thì mình đã lựa chọn một cái máy của dòng Z Plus, nó là 7 triệu đồng, có vòi cao áp, súng đàng hoàng và có ngắt nghỉ máy đó. Có một số các loại máy dòng Lutean đắt tiền hơn nhưng mà lại không có những cái chức năng đấy, cho nên là anh em sẽ phải có thể là phải đầu tư thêm đó. Nhưng mà cái máy của mình sẽ clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em lựa chọn cái máy đấy, thì nó sẽ là ok hơn, nó đơn giản mà lại hiệu quả, giá thành hợp lý đó. Thì cái clip này á, thì là mình vừa làm mình vừa chia sẻ với anh em thì nó cũng hơi rối, nó cũng không không tập trung vào cái chuyên môn của mình. Chuyên môn của mình chủ yếu là mình sửa chữa xe thôi, còn cái tư vấn cho anh em như này thì mình cũng không giỏi lắm. Thì hy vọng là một số các anh em sẽ bỏ qua cái vấn đề này, thì mình nói trong cái clip này nó sẽ không được lưu loát đó. Như cái đại ý là mình có thể là hướng dẫn cho anh em có thể lựa chọn cho mình một cái ngành nghề gọi là liên quan xe máy là rửa xe đấy, thì cái giá thành mình vừa mới bày ra cho anh em đó, nó rơi vào tầm 14 đến 15 triệu đồng và hai vợ chồng có thể làm được. Thì ngoài ra thì anh ấy có thể là biết sơ sơ về xe máy, có thể là làm thêm tăng xích này, thay dầu này, vá xe hay là thay vỏ lốp, để ruột lốp, ruột xăm các thứ đấy, thay lốp thay xăm đó. Đó thì anh có thể là làm thêm ở nhà. Đó, thì là cái này là do anh ấy thôi. Ok, thì mình chia sẻ với anh em đây mà mình còn còn không làm được cái phần này luôn. Đó, cái này không phải là mình giống nghề đâu. Thực ra nó cũng chả có cái gì cả. Thì cái clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em, có thể là anh em nào mà thích làm cái phần producer này thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Đó, bây giờ mình mới tìm thấy, nhìn mãi nó mới ra đâu. Đây là mình sẽ cho cái thằng này vào. Đó. Thì cái công việc mà làm rửa xe ấy, thì anh em có thể là làm ở nhà hoặc là anh em có thể là đi thuê quán. Anh em có thể là đi thuê quán để làm. Thì cái chi phí ban đầu bỏ ra nó cũng không phải là cao đâu. Thì cái đấy là có thể là hai vợ chồng làm được. Ngoài cái việc mà rửa xe ra thì anh em có thể là làm một cái máy ép mía chẳng hạn thế, hoặc là anh em có thể là mở bán thêm nước ở nhà. Đó, còn mở thêm bán thêm nước các thứ như thế nào ấy thì nó tùy. Và anh em thì hiện tại là ở cái cửa hàng của mình thì mình đang làm một cái mô hình như thế, thì mình muốn chia sẻ luôn với anh em là như thế. Còn ngoài ra thì nếu như anh em có điều kiện hơn thì anh em có thể mở một cái trạm rửa xe theo quy mô lò hoành tráng, cái đấy là phụ thuộc vào cái đồng tiền của anh em bỏ ra. Còn ở đây thì mình sẽ
nhấn mạnh cái vấn đề là anh ấy có cái nguồn vốn là eo hẹp chỉ là 20 triệu thôi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ thêm một số các anh em mà chập chững bước vào nghề mà muốn ra mở quán. Thì cái vốn ban đầu thì anh em có thể là có cơ sở và làm tại nhà chẳng hạn thế, gọi là có cơ sở đấy. Hoặc là anh em có thể là đi thuê nhà, thuê quán ở một cái vị trí nào anh em cảm thấy ok. Cơ bản nhất là cái tay nghề của anh em và cái khâu mà chăm sóc khách hàng nhiệt tình hay không, giao lưu với khách hàng nhiệt tình hay không, nó còn phụ thuộc vào bản năng tiếp khách của anh em đó. Thì cái phương châm của mình làm việc là một người khách quen bằng 10 người khách lạ đó. Thì anh em có thể là vừa làm vừa suy nghĩ cái câu nói này của mình. Thì cái cách thức mà làm xe thì anh em có thể là đã được đi học rồi mà bây giờ muốn ra mở hàng đấy, để làm nghề ấy, thì nó cũng như anh em học cả các thầy dạy cho anh em thôi. Còn nếu mà cái chi phí ban đầu mở quán thì anh em có thể là chi phí ban đầu nó không phải là cao, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 5 cho đến 60 triệu. Thì anh em cũng có một cái tủ đồ cũng tương đối là đủ, cũng có những cái phụ tùng thay thế sửa chữa, rồi là cũng có đồ vặn vẹo các thứ nọ kia ok. Còn nếu như anh em có điều kiện có 100-200 triệu hay là có thậm chí là 500 đến 1 tỷ ấy, thì tùy anh em thôi. Thì cái đấy thì ai có điều kiện vốn mạnh ấy, thì mở to, còn ai không có điều kiện vốn nhỏ thì anh em có thể là mở bình thường, cái đấy là tùy của anh em. Nhưng ở cái clip này ấy, thì mình nhấn mạnh là cái nguồn vốn ban đầu mở hàng eo hẹp ấy, thì nó sẽ gói trong khoảng là từ 50 cho đến 60 triệu, nói chung là dưới 100 triệu. Đấy, còn anh em có thể là phát huy mở rộng hơn được nữa thì càng tốt. Đó, thì qua cái clip này này nói thật với anh em là mình chỉ là tư vấn thôi chứ mình không có phải là mình dạy khôn người khác nọ kia. Đó thì anh em cũng thể là nghe và thông cảm với mình. Đó. Còn một số anh em nào mà nghe hoặc là vừa mở clip lên ấy mà có không nghe hết cái clip này mà cứ gạch đá nọ kia thì mình xin chịu. Bởi vì thực ra thì mình không phải là chuyên gia tư vấn cho anh em về mọi cái vấn đề mà lĩnh vực trong đời. Đó thì mình chỉ biết là chia sẻ với anh em được sự tin tưởng của anh em hỏi han mình về cái vấn đề là muốn làm cái ngành nghề liên quan đến xe máy nọ kia. Đấy, thì mình sẽ tư vấn cho anh em là những cái ngành nghề đó nó trong cái khoảng mà anh em có thể bỏ tiền ra để đầu tư và cái nguồn vốn nó cũng thu về cũng tương đối là nhanh. Đó thì mình cũng xin chia sẻ luôn là mình có một anh bạn đi làm ở các khu công nghiệp Hà Nội, Hà Ngoại rồi là miền Nam nọ kia, nói chung là đi nhiều đấy. Anh ấy đi cũng 6 7 năm mà rút cuộc lại là khi anh ấy về đến nhà thì anh ấy cũng gọi là hai bàn tay trắng. Đó thì anh ấy có xuống mình và gặp gỡ mình và anh em trao đổi với nhau là ông ở nhà thì ở khu vực thành phố mình đây thì có cái nghề gì thì có thể là dễ kiếm ra tiền và không phải phụ thuộc đến ai và có thể là đầu tư ít mà lợi nhuận thì cũng lợi nhuận thì tùy anh em nhé, cái lợi nhuận thì tùy, cái này thì mình cũng không khẳng định được lợi nhuận cao hay thấp nhưng lợi nhuận thì tùy, có nghĩa là bỏ vốn ra và nhanh thu vốn về. Đó thì mình có chia sẻ với anh ấy là hiện tại bây giờ là ở vị trí mình đang ở là khu vực Tuyên Quang mình. Thì cũng là một thành phố tỉnh miền núi thôi, cũng đang gọi là đang phát triển thôi. Thì như mình ở đây thì mình có áp dụng cái mô hình gọi là rửa xe đấy, thì mình có tư vấn cho anh ấy thì anh ấy có đầu tư một cái số tiền là 50 triệu. Anh ấy mở một cái xưởng, anh ấy thuê lại một cái xưởng của người ta cũng là rửa xe mà người ta làm ăn gọi là làm thì ít mà chơi thì nhiều á, người ta không chú tâm vào trong cái công việc thì người ta bỏ nghề. Đấy, thì anh ấy có nhân tiện là có cái xưởng như thế thì anh ấy thuê lại một cái xưởng như thế và anh ấy làm luôn là cái xưởng đấy, anh ấy đầu tư trang thiết bị máy móc và anh ấy xây dựng lại nhà xưởng kiên cố hơn đẹp hơn đó, thì để anh ấy làm lại. Thì quá trình anh ấy làm thì cái tháng đầu tiên trừ chi phí đi rồi thì anh ấy được là 5 triệu anh em nhé, anh ấy chỉ được 5 triệu thôi trừ tất tần tật chi phí đi thì 5 triệu đấy nó gọi là thôi thì một suất lương của một cái người lao động bình thường đó, trừ hết tất cả tiền nước tiền điện tiền thuê nhà các thứ từ A đến Z thì anh ấy được 5 triệu.
coi như là anh ấy được một cái suất lương của anh ấy đó, thì anh ấy không phải đi làm thuê mà một mình ở nhà có thể là tự làm được đó. Thì đến tháng thứ hai thì cái lượng khách của anh ấy tăng dần lên, anh ấy trừ hết tất cả chi phí lên rồi thì anh ấy được 7 triệu đó. Đến tháng thứ ba thì anh ấy trừ tất cả các chi phí đi rồi, thì cũng là may cho anh ấy là cái tháng thứ ba nó là cái tháng cuối năm, là cái tháng Tết đấy, thì anh ấy trừ tất cả các chi phí đi rồi, anh ấy rửa cả xe máy cả ô tô, nói chung là ô tô thì ô tô con thôi đó. Thì cái diện tích nhà xưởng nó cũng không phải được rộng, nhưng anh ấy không thể rửa thêm được những cái loại xe to, xe tải hay là những cái xe mà khách nhiều chỗ đấy, thì anh ấy chỉ rửa được xe máy và rửa ô tô con thôi. Và cái tháng cuối năm ấy thì anh ấy trừ hết tất cả chi phí đi rồi và anh ấy được là 15 triệu đó, 15 triệu. Và anh ấy thuê thêm một người, nó là người anh em của anh ấy, là anh em hàng xóm gì thì không biết được, nhưng mà đại loại là anh ấy thuê thêm một người đó, thì là anh ấy thuê thêm một người là mất là 4 triệu. Anh ấy trừ tất cả các chi phí đi rồi anh ấy còn là 15 triệu đó. Cái Tết năm đấy thì anh ấy vào anh ấy quà mình luôn đó. Thì thực ra thì nó không có gì cả, chỉ là anh em giúp đỡ nhau, có thể là tư vấn cho nhau. Còn cái chuyện mà anh ấy phát triển được hay không, đông khách được hay không, đó hoàn toàn là phụ thuộc vào cái người đó, chứ không phải là cứ mở quán ra là sẽ là đông khách đâu anh em nhé. Đó, cho nên là cái đấy nó phụ thuộc vào cái tay nghề cũng như là cái sự nhiệt tình trong nghề của anh ấy đó. Thì cái này thì mình tư vấn thì tư vấn thế thôi, còn cái công việc thì anh em, cái chất lượng công việc anh em như thế nào ấy còn phụ thuộc vào cái năng lực của anh em đó, chứ không phải là cứ đầu tư ra là có khách ngay đâu. Có những anh em đầu tư ra thì ôi rồi ôi ôm một cục nợ đó. Có một số anh em thì đầu tư ra thì đông khách dã man luôn, cái đấy nó phụ thuộc vào anh em. Tại sao lại như thế? Bước đầu anh em mở hàng ra thì rất là đông, nhưng quá trình anh em làm rồi thì nó sẽ xảy ra nhiều vấn đề, có thể là ví dụ là rửa xe anh em rửa nó không sạch, hoặc là giá nó sẽ cao nọ kia, nó không cạnh tranh thì người ta dần dần là người ta sẽ từ bỏ mình và người ta sẽ đi cái quán khác đó. Thì cái đấy là phải anh em phải nhìn nhận một cách thực tế, mình làm như thế nào cho thật là chu đáo ngon lành, giá thành hợp lý thì nó mới kéo khách được về với quán của mình đó. Đây là cái chia sẻ kinh nghiệm bản thân của mình đó, nên mình cũng không, chắc lại là mình không dạy khôn ai cả, mình là chia sẻ theo cái ý hiểu của mình thôi. Ok, thì qua cái clip này ấy, thì anh em có thể là nào mà đang có muốn cái ý định mà chuyển nghề từ cái nghề A nghề B sang cái nghề gọi là sửa xe máy này, hay là kinh doanh xe máy, hay là rửa xe máy nọ kia, nó liên quan đến xe máy, thì anh em có thể cân nhắc cái clip này đó. Thì xin chân thành em cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi, và mình đã tra tấn anh em trong suốt cái khoảng thời gian vừa rồi là 18 phút đó, thì cũng xin chân thành cảm ơn anh em. Mình đây là chia sẻ về cái bản thân của mình, cũng như là mình chia sẻ về những cái ý kiến của mình đưa ra đó. Cái này là mình chia sẻ là có tâm luôn này anh em nhé. Thì mình xem rất nhiều các cái clip ở trên mạng rồi, chưa có cái clip nào gọi là hướng nghiệp cho anh em đâu. Mặc dù là đây là anh em có nhu cầu và có muốn mình chia sẻ thì mình mới làm clip này thôi. Còn tự nhiên tự lành mình không bao giờ mình làm cái clip như này. Mỗi người có một cách nghĩ riêng, mỗi người có một điều kiện riêng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh đó. Thì anh em có thể là cân nhắc cái clip như này, và có thể là xem xét cái cuộc sống của mình như thế nào đó, rồi cái vị trí địa lý cũng như là cái lối sinh hoạt của mình có phù hợp với cái công việc đấy của mình hay không đó. Xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Mình là Kim Một Tuôn, hẹn anh em ở cái clip tiếp theo ấy. Thì cái mình sẽ làm một cái clip xuyên suốt, là hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em lựa chọn cho mình những cái máy về ngành rửa xe đó. Thì cái clip tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em và mình sẽ chia sẻ với anh em cách lựa chọn cho mình một cái máy như thế nào cho nó ok, và mình sẽ làm những cái clip tiếp theo là sẽ hướng dẫn anh em rửa xe đó. Thì có rất nhiều anh em rửa xe quá là chuyên nghiệp luôn, còn mình thì chỉ là dạng bát đĩa thôi, nhưng mà mình vẫn cứ làm cái clip mà hướng dẫn anh em để cho anh em có thể là cập nhật được những cái cách thức như thế nào rửa cho xe như thế nào cho nó ok đó. Xin chân thành anh ơi, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Mình là Kiên Bút Tuôn.